chúng ta cùng với gia đình họ nhà gái chúng ta và với tấm vàng của gia đình họ nhà gái chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý là đại diện của hai bên gia đình xin tỏ kính mời các quý vị cùng trở vào trong nhà để cùng uống nước hút thuốc sưởi trầu và cùng xin kính đại diện của đôi bà chùa. Và tại trung tâm của quý vị hôm nay xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, bạn bè năm thanh mua chú là cha tử của chú sẻ và cô dâu cùng quan viên hai bên gia đình chúng ta. Chúng ta cùng an tọa ở hai xe ghế tại trung tâm phòng cuối ngày hôm nay, hãy cùng uống nước, hút thuốc sưởi trầu và để cùng chứng kiến đại lễ vu lan một ngày phúc trăm năm trước đây bàn chùa tiền gần và hoàn chỉnh ngày hôm nay.